cũng như nhiều gia đình khác ở thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Trước đây, vườn tược nhà chị Nguyễn Thị Nhuần chủ yếu trồng sắn, trồng chè. Sau nhiều năm dùng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học, đất đai chai cứng, sơ xác, năng suất ngày càng thấp. Thậm chí có những vụ gia đình chị Nhuần để đất cho cỏ mọc hoang. Điều này chỉ thay đổi khi gia đình chị gặp chị Nguyễn Thanh Tuyền và được thuyết phục theo một hướng đi mới, đó là trồng dược liệu và canh tác theo lối hữu cơ. Từ lúc chị về đây giờ chị giao cây, giao các thứ cho rồng thì là tôi cũng nhận luôn là làm công nhân luôn cho chị. Thì là từ lúc bấy giờ là lương hàng tháng rồi là chị cũng cung cấp cho đầy đủ cho chị em, gọi là cũng có một cái gọi là nguồn thu, gọi là cũng hơn cái lúc mà cái đất bỏ không của chúng tôi lúc bấy giờ. Hành trình thuyết phục người dân thay đổi được chị Nguyễn Thị Tuyền bắt đầu từ cách đây 10 năm. Với nhiều người và ngay cả với người dân bản địa, vùng đồi núi Sóc Sơn là nơi khô cằn, sỏi đá, khó có loại cây trồng nào có thể đem lại hiệu quả kinh tế. Song với chị Tuyền, người phụ nữ nhỏ bé đến từ tỉnh Vĩnh Long xa xôi lại nhìn thấy những điều quý giá ngay trong mảnh đất khô cằn này. Mình muốn những người dân ở những vùng có đất khô cằn sỏi đá mà mọi người đều gọi một từ nôm na là chê, thì mình chọn để làm gì? Để người ta phát triển được kinh tế địa phương. Và hai nữa là một cái mà mình yêu quý Sóc Sơn nữa, ngoài cái việc thổ những khí hậu phù hợp với cây dược liệu mình trồng, thì người dân Sóc Sơn là những người người ta chịu khó, cũng không phải đơn giản mà người ta luôn gắn bó với cái câu mà Sóc Sơn đất cằn sỏi đá, nhưng ngược lại người ta hay nói cái câu đất Sóc Sơn tình đất tình người. Rất là có tình, rất là đồng cam cộng khổ vào những ngày đầu tiên rất là khó khăn. Cuối năm 2014, 5 hecta cây dược liệu đầu tiên được hình thành. Nguồn nguyên liệu này cung cấp cho các công ty dược phẩm làm trà thảo mộc. Thu nhập của người dân ổn định, đời sống ngày một nâng cao, số gia đình đi theo chị Tuyền cũng ngày một lớn. Không chỉ vậy, đồng đất ở những nơi trồng dược liệu cũng dần được cải tạo. Phương thức sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học giờ được thay thế bằng sản xuất hữu cơ. Đất đai màu mỡ hơn, năng suất cây trồng dần cao hơn và đáng quý hơn cả là sức khỏe, môi trường sống của bà con ngày càng được cải thiện. Tôi mới gắn bó với công ty của chị Tuyền đây là 3 năm rồi. Nhưng mà thật sự ra để nói, môi trường rất là tốt, mạnh mạnh, khỏe cho con người. Làm ăn nói chung là rất là khỏe khoắn, không có cái gì là ô nhiễm gì cả, rất sạch sẽ mà khỏe mạnh. Nên rồi tôi rất thích cái môi trường của công việc của chúng tôi làm bây giờ. Cái cây nguyên liệu này nó cũng rất là tốt cho sức khỏe và đời sống, tại vì là lúc bấy giờ chị em tôi suốt ngày làm chè là nó cũng vất vả, thuốc men rồi này. Bây giờ từ lúc chị làm giờ là cảm thấy con người nó lúc nào nó cũng khỏe mạnh, nó cũng thoải mái, không coi như lúc trước nữa. Lúc trước thì là cứ chè cháo rồi là nói chung là cũng vất vả. Và so như bây giờ thì chúng tôi gặp được chị Tuyền quá như là sướng. Đến nay, vùng trồng dược liệu ở Bắc Sơn và một số xã xung quanh đã có diện tích hơn 20 hecta với khoảng 100 loại thảo dược quý hiếm. Trong đó nhiều dược liệu quý được trồng để bảo tồn, giữ gen. Là cho tới bây giờ mình không phải làm vườn dược liệu cho mình mà địa phương đầu tư. Mình đầu tư hết vào chế giới địa phương và mình dạy cho họ một cái nghề, một cái truyền đạt yêu dược liệu. Chẳng hạn như họ có con cái, con cháu là muốn họ đi theo học ngành dược và ngành nông nghiệp. Và để làm gì? Mình có một câu nói như thế này, không phải bon chen ở đâu ngoài, mà đi học làm sao để về gắn bó với quê hương và không xin việc ở ngoài, cứ làm hẳn trong vườn nhà mình. Cứ làm với dược liệu Sóc Sơn, cứ làm hẳn trong vườn nhà mình để làm sao? Thí dụ hết cái tuổi của mình không làm nổi nữa thì đó là những cái bước kế tiếp mà mình muốn là họ kế thừa lại. Sỏi đá đã trở thành cơm nhờ những cần cù chịu khó của người dân với sự dẫn dắt của Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn Phát triển Dược liệu Sóc Sơn. Những mảnh đồi được phủ xanh bằng các loại dược liệu, những ánh mắt tin yêu, đó là hạnh phúc vô bờ mà người phụ nữ này gặt hái sau hành trình đầy quyết tâm và nỗ lực.